Các bạn đã bao giờ gặp tình huống mở chiếc AirPod yêu quý của mình ra đưa lên tai để nghe nhạc nhưng mà nó lại báo hết pin chưa ạ? Cay tê nhờ. Vậy thì nguyên nhân là do đâu và cách khắc phục như thế nào? Cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Trước tiên thì sẽ là tin vui cho những tín đồ của Apple đang dùng những sản phẩm như là AirPods hay là iPhone, khi mà mức giá của những cái sản phẩm này hàng chính hãng V&A đã rất là rẻ. Ví dụ như là iPhone 14 Pro Max mình có tham khảo được tại Di Động Việt, phiên bản chính hãng bóc siêu luôn, thì cũng chỉ có mức giá bán từ hơn 25 triệu đồng. Và đặc biệt là khi các bạn thu cũ đổi mới thì còn được tặng thêm tới 2 triệu, cũng như là giảm thêm tới 600.000 khi mà mở thẻ TB Bank Evo. Và đương nhiên sẽ có cả trả góp 0% lãi suất. iPhone 14 Pro thì thậm chí mức giá còn hấp dẫn hơn với chỉ hơn 23 triệu đồng. Và nếu như các bạn muốn biết thêm về màu sắc cũng như cụ thể tất cả những cái khuyến mại đó là gì thì có thể là click vào đường link mình để bên dưới phần mô tả của video dẫn tới Di Động Việt, một trong những cái đại lý ủy quyền chính hãng của Apple tại Việt Nam, không phải bàn về cái độ uy tín rồi. Còn quay trở lại vấn đề chính trong video của ngày hôm nay thì những cái nguyên nhân gì khiến cho một cái chiếc AirPods khi mà vừa mới mở ra khỏi hộp sạc thì nó đã bị hết pin rồi? Thì một trong những cái nguyên nhân mà mình nghĩ rằng là cũng hay gặp nhất đó chính là việc các bạn hơi lười vệ sinh cái cây sạc cũng như là cái tai nghe AirPods của mình. Ví dụ như là cái AirPods của Hiếu Hoàng này, các bạn thấy này, dùng 5-6 tháng rồi nhìn nó đen kịt lại thì nó sẽ có thể là cản trở cái quá trình sạc của chiếc AirPods, và dẫn đến cái việc đó là khi các bạn bỏ vào cái kén sạc thì nó không thể sạc được. Và để mà khắc phục được cái điều này thì nó cũng rất đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần là lấy cái tăm bông này, vệ sinh cái đầu tiếp xúc ở bên trong cái cây sạc cũng như là vệ sinh lại cái phần tiếp xúc ở trên thân tai nghe, và thế là chúng ta có thể là thử lại và dùng rất là ok luôn. Nhưng mà đây chỉ là vấn đề nhẹ nhất mà các bạn có thể là dễ dàng khắc phục, không tốn một đồng nào. Tuy nhiên thì còn một cái điểm nữa mà rất là nhiều người đang cảm thấy lăn tăn về cái chiếc AirPods của mình, đó chính là hiện tượng chai pin không đồng đều. Và đây cũng là một trong những cái hiện tượng mà được bàn tán rất là nhiều trong những cái cộng đồng dùng đồ Apple. Thì theo đó rất là nhiều người đang có một cái sự thắc mắc rằng là không hiểu sao một cái bên tai nghe AirPods của mình lại hết pin nhanh hơn so với cả bên còn lại. Cụ thể là sau khoảng 2 đến 3 năm ấy, thì sẽ có một bên tai nghe AirPods chỉ nghe được đâu đấy khoảng 5-6 bài hát thôi, trong khi bên kia thì vẫn có thể là nghe được tới vài tiếng đồng hồ. Và để mà lý giải cho cái việc là chai pin không đồng đều thì một trong những cái nguyên nhân rất là lớn đến từ chính cái thói quen sử dụng của các bạn. Cụ thể đó chính là nếu như mà các bạn có cái thói quen là chỉ đeo một chiếc tai nghe ở bên trái thôi thì lúc đấy cái chiếc tai nghe ở bên phải nó sẽ ít sử dụng hơn, đồng nghĩa với việc rằng là nó sẽ chai pin ít hơn so với cả cái chiếc tai nghe các bạn sử dụng nhiều. Nguyên nhân thứ hai đến chính từ những cài đặt các bạn gán cho một bên AirPods. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những cài đặt như là mic luôn ở bên trái hoặc là mic luôn ở bên phải, và nó sẽ khiến cho mic của bên AirPods đó luôn phải hoạt động, dẫn đến là nó sẽ chai pin nhanh hơn so với cả bên AirPods còn lại. Thì để mà tối ưu được cái việc này, các bạn có thể là vào trong phần cài đặt này, ở trong cái phần micro thì các bạn có thể là chọn vào tự động này. Ngoài ra thì cái việc mà chạm hai lần vào AirPods hay là kích hoạt những cái tính năng ở trên AirPods thì các bạn cũng có thể là dùng những cái lựa chọn khác, như là chọn bài hát tiếp theo hay là chọn thao tác phát dừng nhạc thay vì Siri, bởi vì mình biết rằng ở Việt Nam này cũng có ít người dùng Siri. Như vậy thì cái mic ở trên những cái chiếc AirPods này nó sẽ ít phải hoạt động hơn, và nó cũng sẽ phân tán đồng đều hơn cái việc sử dụng mic, sử dụng pin, và nó sẽ đỡ bị chai pin lệch hơn so với cả việc là các bạn luôn để mic ở một bên hay là các bạn chỉ dùng một bên tai nghe để kích hoạt Siri. Thế còn lý do vì sao những cái chiếc tai nghe AirPods thế này dùng được khoảng 2 năm, hơn 2 năm một xíu mà nó chỉ nghe được tầm đâu đấy một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ, tức là cái tốc độ chai pin của nó đang bị nhanh hơn so với cả iPhone. Ví dụ như là iPhone chúng ta dùng 2-3 năm thì vẫn dùng được khá là trâu bò, như kiểu là chiếc iPhone 12 của mình bây giờ mình vẫn có thể là on screen được tầm khoảng gần 4 tiếng đồng hồ đấy, trong khi cái chiếc AirPods 2 của Hiếu Hoàng này thì thời điểm bây giờ sau dùng 2 năm thì nó chỉ nghe được đâu đấy khoảng độ hơn một tiếng một xíu là hết pin, tức là thời lượng pin bị giảm gần như là một nửa so với cả thời gian ban đầu ấy. Để giải thích cho điều này thì sẽ có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là các bạn nhìn thấy đấy, những chiếc AirPods của chúng ta nó nhỏ như thế này, nó bé như thế này thì rất là khó để mà có thể là cho những cái viên pin to như là ở trên iPhone hay là iPad. Và với những viên pin nhỏ thì nó sẽ có một cái thời lượng không thể nào mà tốt được, đúng không nào? Thứ hai là những chiếc AirPods này luôn bị sạc đầy, sạc nhồi và được sạc một cách liên tục và toàn là sạc nhanh luôn. Các bạn có thể thấy những cái tính năng như là sạc 5 phút chúng ta có thể là nghe tới 30 phút hay là cả tiếng đồng hồ đã có mặt ở trên AirPods rồi. Chính vì vậy thì những chiếc AirPods dù là pin bé nhưng lại luôn được sạc nhanh. Và cái phần trăm pin lý tưởng để cho viên pin nó bền nhất là từ 40-80% pin. Thế nhưng mà với những cái chiếc AirPods này thì nó thường là sạc lên 100% pin. Điều đấy nó cũng không tốt cho pin, nó lại càng làm nhanh cái thời gian chai pin hơn. Chính vì vậy thì sau một cái khoảng thời gian 2 năm thì những cái chiếc AirPods này nó có một cái tốc độ chai pin nhanh hơn so với cả iPhone.
Tuy nhiên thì có vẻ như là Apple cũng đang nhận ra cái điều này và họ cũng đang cho thêm những cái tùy chọn để mà các bạn có thể là tăng cái tuổi thọ của pin ở trên những cái dòng AirPods đời mới. Đó chính là cái tùy chọn tối ưu sạc pin cho những cái chiếc AirPods như thế này. Nó giống như kiểu là cái tính năng tối ưu sạc pin với cả iPhone đấy, sạc lên một cái phần trăm nhất định mà Apple thấy rằng là nó tốt cho cái tuổi thọ của pin thì họ sẽ dừng lại. Và đến khi nào trong cái thói quen của chúng ta sử dụng mà cần phải sạc đầy lên 100% thì nó sẽ tiếp tục kích hoạt để mà sạc thêm. Thì nếu như mà các bạn đang dùng những cái đời như là AirPods Pro 2 hay là AirPods 3 đều có những cái tính năng đấy thì các bạn có thể là vào phần cài đặt và kích hoạt nó lên nhá. Và vừa rồi cũng là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái lý do tại vì sao khi mà chúng ta dùng AirPods thì lại không có pin, lại nhanh hết pin, lại nhanh chai pin, cũng như là những cái cách khắc phục để các bạn có thể là sử dụng cái chiếc AirPods hiệu quả hơn và pin tốt hơn. Vậy thì các bạn có còn cách nào hay hơn không? Và các bạn có thích những cái video làm theo cái dạng tip trick như thế này ở trên WeLab hay không? Đừng quên chia sẻ cho mình biết ở bên dưới phần comment của video nhá. Và cũng đừng quên rằng là hiện tại những cái sản phẩm chính hãng của Apple tại Việt Nam như là AirPods này hay là iPhone 14 Pro Max đều đang có mức giá rất là tốt tại Di Động Việt, chỉ hơn 25 triệu đồng trong một chiếc iPhone 14 Pro Max VNA kèm thêm rất là nhiều khuyến mãi, và chỉ hơn 23 triệu đồng trong một chiếc iPhone 14 Pro mới chính hãng luôn. Thế nên nếu như các bạn quan tâm, mình sẽ để đường link ở bên dưới phần mô tả của video cũng như là ghim comment nha. Đừng quên để lại một like, subscribe, ấn nút chuông cho Relab để giúp chúng mình có thể sớm đạt được cột mốc 1 triệu subscriber. Xin chào và hẹn gặp lại.